Em Kim xin kính chào tất cả các quý khách hàng đã trở lại với kênh Kim Moon Cơ Giới VN. Sau bao ngày đứt hàng cũng giống như là cháy hàng, bên kho hàng em Kim không còn xe để mà cung cấp cho công trình hoặc là anh em mình làm vườn, làm ao, làm đèo, làm núi nữa. Thì hiện tại là em có về một cái lô xe 03. Thì cái em 75 này là một trong những em đã vừa đăng kiểm xong ha. Thì em 60 và có những em 60 nữa, nhưng mà em Kim chưa có đăng kiểm cho nên là em cũng chưa có review lên được. Thì hiện tại là em này đã có giấy rồi, thì em Kim review lên để cho khách hàng vừa ý ưng ý thì có thể là bốc về ngay và luôn được. Rồi em 75 này SK, Kobenco SK 75, thì em sẽ review sơ bộ cho anh em xem và tham khảo. Rồi em Kim sẽ test em máy này sau nhé. Trước tiên là em sẽ giới thiệu sơ bộ về máy móc của em nó ha. Thì hiện trạng thì em này là trong cái tình trạng em Kim chưa có rửa. Thì nhờ chưa có rửa thì nó sẽ bị bụi bặm như thế này nha. Nhưng mà riêng về máy móc thì em Kim thấy là nó khô ráo. Nếu mà rửa ra thì nó đẹp tuyệt vời lắm nha khách hàng. Đó. Hiện tại em này đang sử dụng là máy Isuzu nha quý khách hàng. 4GB1. Isuzu 4GB1 nha. Đây. 4GB1. Từ cái hộp nước, rồi két nước, két nhớt này kia đồ nó vẫn còn liền lạc ha. Đấy, bô lửa nó cũng vẫn còn liền lạc ha. Nói chung là em này thì tương đối là nó còn độ chất rất là nhiều. Đây là những con ốc mà để bảo vệ nè, nó cũng còn ha, nó cũng không khác gì những con cái con 75 kia đâu nha. Đó, chỉ có là phần mông của em nó là bị chày chụa, do em nó đang phục vụ công trình ở bên bên Nhật ha, thì do quá trình sử dụng thì luôn luôn nó sẽ bị chạy chuỗi như thế này. Đó. Rồi, em Kim sẽ quay tiếp tục cho quý khách hàng xem mà bên hông ha. Riêng về bên hông nó thì nó cũng như thế này. Nhưng em Kim chưa có rửa ra thì cái màu của nó sẽ luôn luôn lúc nào nó cũng có những cái bụi phấn trên những cái lớp nước sơn rin. Đó, khi mà rửa ra thì tất nhiên nó sẽ sáng bóng hơn và đẹp hơn. Cái điều mà em Kim cần giới thiệu với khách hàng nữa đó là cái xích cao su nha quý khách hàng. Hiện tại em này là đang sử dụng xích cao su và đùi hy đát. Đùi hy đát là những cái đùi lợn tâm, bánh răng của nó còn dày to đấy. Chỉ riêng về cái xích cao su thì cái độ dày của nó cũng còn khá là cao, nhưng mà anh em nào mà sử dụng công trình thì nó rất là phù hợp luôn. Còn anh em nào mà cần sử dụng xích sắt thì cứ báo cho em Kim nha, em Kim sẽ đổi xích sắt cho quý khách hàng luôn. Đó, thì em sẽ nhắc cái số điện thoại lại cho quý khách hàng dễ dàng tiện lợi mà liên hệ với em hơn, đó là 0966 340 640 ha. Đó là cái số của em Kim ha. Cái đời con này là nó cũng cao lắm nha, cao hơn cái con 75 vừa rồi em Kim bán đó. Còn bên trên là nội thất nè đấy, thì cái ghế của nó là em Kim về em Kim đã đi bọc lại rồi đấy, bọc lại. Đài FM thì em Kim mình chưa biết là nó còn hay không, tại vì mình chưa có tép máy đó. Còn riêng về nội thất ở trong thì em Kim thấy khá là đầy đủ, chỉ có cái là mình bụi bặm mình chưa dọn dẹp thôi đó. Em này nó cũng còn mới và sáng bóng lắm nha. Vài bữa nữa em Kim sẽ quay sơ bộ lại cho một lần nữa cho quý khách hàng xem, để quý khách hàng có dễ dàng mình nhìn được cái xác thật hơn á. Đấy, còn bên ngoài nè, lam nè. Đó, sơn của nó còn khá là dày ha. Còn cái mâm của nó là anh em thấy là em chưa có rửa cho nên là nó khô ráo. Thì bình thường cái mâm mà nó khô ráo gì thì nó rất là ít nhịp, mà xe mà nhỏ nhỏ như gì mà muốn nó nhịp cũng hơi khó lắm. Thứ với lại là cái này nó chạy rất là ít ngàn giờ, thứ hai nữa là độ mới nó còn cao, thì cái phần mà nhịp mâm thì nó rất là khó. Chỉ đa số là những cái xe bự mà em Kim hay nhập về á, là rất rất là nhiều những chiếc xe nhịp mâm, là vì họ làm công việc nặng. Tất nhiên là cái độ rơ của mâm nó phải có, và nhiều khi nó bị nhịp mặn nặng luôn. Đó, mình cần phải bảo dưỡng. Chứ để nói là nhập xe nhập về là không nhịp mâm là nó không đúng. Có những chiếc nó cũng bị nhịp bình thường nha quý nè. Còn con nào nhịp thì em báo nhịp, còn không là em báo không. Còn riêng về cái lam này á, về á, thật sự mà nói á, là nó bị cong cong như thế này. Nó cong lên cong xuống, cong lên cong xuống thì em thấy nó xấu quá. Em Kim đã bảo dưỡng cái lam lại luôn. Em Kim cắt bỏ từ cái phần này qua phần này, em Kim lóc dục bán phế liệu luôn. Đó, em Kim chặt sắt khác. Đó, sắt này là sắt ở Việt Nam nha. Đấy, em Kim chặt sắt khác và em Kim hàn lại, sửa lại cái lam để mình nó bén hơn, nó đẹp hơn, để mà mình dễ dàng làm việc hơn ha. Em Kim đã sửa hoàn thiện rồi. Đó, còn riêng về nè, nó đang sở hữu là cái cần này là cần cứng ha.
đang sở hữu một cái cần cứng. Còn rào á, thì riêng về cái rào á, thì em này nó đang thiếu má, nhưng mà em chỉ để như vậy thôi. Còn khi nào anh em cần sử dụng á, thì em sẽ gắn cái má vô cho anh nha, để cái rào mà nó không có cái má nhìn nó cũng xấu lắm. Còn riêng về thân rào, đáy rào, hông rào thì hoàn toàn còn đẹp và riêng đấy, nó liền lạc đẹp và riêng ha, không có bị chấp vá, không có bị gì hết, chỉ có là thiếu cái má thôi. Đó. Rồi em Kim sẽ giới thiệu luôn các phần cho anh em xem và tham khảo đây. Về á, 10 chiếc là như một, tại vì người ta là xe đã qua sử dụng thì tất nhiên người ta sử dụng thì nó sẽ có một cái độ rơ và độ mòn nhất định. Sắt thì nó xài chứ nó cũng vẫn mòn nha anh em. Thì khi mà mình nhập về đó thì nó sẽ, cái ắc của nó sẽ bị lỏng, lỏng ít lỏng nhiều thôi, chứ nói hỏng lỏng là không được, hỏng lỏng thì đâu có làm việc được đâu, nó cứng ngắc là không làm được ha. Nó sẽ bị lỏng. Thì về em Kim đã làm gì? Em Kim đã đóng cái bạc cũ ra và thay thế vào một cái bạc mới hoàn toàn 100%. Cho nên về cái độ mà bót của cái cây ắc này á, nó khá là ok. Nói chung là em đã làm hoàn thiện rồi. Khi về thì anh em chỉ có việc làm thôi, không có cần phải thay ắc hay là chim lông đền hay bất cứ cái gì hết. Em Kim đã làm hết rồi ha. Ở bên trong nè, mấy anh thấy là em Kim có chim lông đền thêm nè. Cái độ bót của nó là nó khá là khít rồi ha. Cho nên là về chỉ việc làm việc thôi. Đó, thì những cái phần này là em nói thiệt, hồi xưa là mình bán á, là về anh em chủ máy họ sẽ tự làm theo ý của người ta. Nhưng bây giờ ai cũng lo làm kinh tế hết, thời gian nó rất là gấp rút, cho nên là ít có ai mà mua một con xe về và bỏ ra mà dài ngày đó mình dọn hoặc là tăng trang. Cho nên bởi vì thế là em nắm bắt được cái nhu cầu đấy thì em đã làm hoàn thiện hết. Khi anh em đồng ý con xe và giá cả ok hết thì em Kim sẽ, thứ nhất là em Kim những cái dòng xe bình thường là em Kim đã bảo dưỡng hoàn thiện rồi. Còn những con mà mới về, những con mà mới về thì em Kim cũng sẽ làm gì nè, bảo dưỡng lại cho anh em. Thứ nhất là bạc ắc rào đấy. Thế nhiều khi mà giao một con máy cho anh em về mà nó lủng la lủng lẳng như vậy rồi làm sao mà làm. Em đây kêu em test máy em thấy ra lủng lẳng như thế là em còn thấy bực mình đây, huống chi mà anh em xài, thậm chí mà mình giao cho tài xế họ cũng khó chịu đó. Cho nên là em Kim đã làm hết hoàn thiện rồi. Thứ hai là nhớt máy nè, lọc lược nè, là em Kim cũng hoàn toàn bảo dưỡng cho anh em. Thứ ba là em Kim sẽ kiểm tra đèn, thậm chí là đấu đèn lại cho anh em luôn, để khi mà mình làm việc ban ngày cũng được, ban đêm cũng được, nửa đêm thức dậy làm cũng có đèn mà đã dễ cho anh em mà mình làm việc nữa đó. Cho nên là em Kim bình thường là em Kim bảo dưỡng hết toàn bộ là để nắm bắt cái nhu cầu của khách hàng hiện tại đang làm những cái công trình công việc mà gấp rút, không có đủ thời gian để mà mình tăng trang một cái con xe để mình đi làm nữa. Thì em Kim đã tăng trang đầy đủ hết rồi, bảo dưỡng lại hết rồi, thì chỉ về chỉ có việc làm ngay thôi. Đấy, thì em quay sơ bộ như thế này thôi. Còn anh em nào mà đang có nhu cầu dòng xe này thì báo ngay cho em Kim gấp, để mà em Kim có thể tư vấn cách thức mua hàng, cũng như là mình có thể mình mua hàng trước đấy. Vì những cái dòng máy này nó rất là phù hợp cho những anh làm Tây Nguyên. Đấy, để em Kim dỡ lên luôn cho. Đây, đó. Thì như thế nào? Em Kim là đã chưa dọn thì tất nhiên nó sẽ bị bụi bặm, nhưng mà những cái phần lớp bụi này mình có thể chà rửa ra thì nó sẽ sáng bóng sạch đẹp. Em Kim cũng hay nói với khách hàng rằng là bình thường em Kim sẽ không có dọn, xe mới về là như thế này, còn muốn bảo dưỡng thì em Kim sẽ bảo dưỡng đẹp tốt thường tuột luôn cho quý khách hàng. À, công tắc của nó cũng còn khá là ok ha, tại vì nó khô ráo á. Đấy, còn cái này là chuyển đổi tay lái ha, bộ chuyển đổi tay lái. Nói chung công tắc của nó còn khô ráo lắm, anh em cứ yên tâm đi, cái này em rửa ra là đẹp luôn đó. Thì ít bữa nữa em rửa xong thì em sẽ review lại sơ bộ một lần nữa. Thứ nhất là mình sẽ test máy hoạt động, thứ hai nữa là cho anh em coi cái nội thất mà khi mà em Kim đã rửa ráy rồi đó. Còn này là trong tình trạng nguyên thủy nha, cho nên anh em nào mà có cần mua xe đẹp thì đừng có báo em Kim là sao xe này nó xấu quá, là vì nó chưa có bảo dưỡng đó thì nó lại xấu là cái chuyện đương nhiên thôi. Khi em Kim bảo dưỡng rồi thì nó lại đẹp lên như là con gái 18 nha. Rồi em chỉ review sơ bộ thôi. Còn anh em nào mà đang có nhu cầu về 75 này thì liên hệ trực tiếp ngay cho em Kim. Em Kim nhắc lại số điện thoại đó là 0966 340 640. Đấy, để mà mình có thể chốt đơn online để em Kim có thể cấp tốc bảo dưỡng cho anh em về sử dụng ngay và luôn nhé. Bây giờ thì em Kim xin chào và hẹn gặp lại với khách hàng vào một cái video test máy một cái em máy đào SK.
Kobenco SK75UR này nhé. Cái này là mã số nốt 52 luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ngay trực tiếp cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.